Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, 21 tháng 11 năm 2023. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Mexico. Cựu thị trưởng của Mexico City ra tranh cử chức vụ tổng thống. Cựu thị trưởng của Mexico City là bà Claudia Sheinbaum Pardo đã chính thức trở thành ứng cử viên duy nhất đại diện cho liên minh Hunto hasemo Historia, có nghĩa là chúng ta cùng làm nên lịch sử, tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống của Mexico, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2024 bà Claudia nhận được sự đồng thuận của ba đảng thành viên trong liên minh, gồm có đảng cầm quyền là Morena, kế đến là đảng lao động và đảng Sen. Bà đã đánh bại năm ứng cử viên khác, trong đó có cựu ngoại trưởng Ebrard. Phát biểu sau khi được bầu chọn, bà Claudia khẳng định bà sẽ tiếp tục duy trì chính sách về phát triển kinh tế cũng như xã hội mà đương kim Tổng thống Obrador đang thực hiện và bà sẽ đưa ra cương lĩnh tranh cử ngay trong tuần tới cương lĩnh tranh cử của bà Claudia dự kiến sẽ chú trọng tới các chính sách an sinh xã hội, thí dụ như tăng lương căn bản, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, bảo đảm quyền lợi cho người bản địa. Bà Claudia, năm nay 61 tuổi, là đồng minh thân cận của Tổng thống hiện nay là ông Obredo. Xuất thân từ một khoa học gia về môi trường, bà từng có làm việc tại Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu và tổ chức nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 2007. Nếu giành được chiến thắng thì bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia châu Mỹ Latin này, tức là Mexico. Quân đội Israel công bố lệnh tạm ngừng bắn tại Rafah để di tản dân thường. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Avi Haedri, ngày 20 tháng 11, lực lượng này đã ban bố lệnh tạm ngừng bắn tiếp theo ở phía nam giải Gaza. Cụ thể, quân đội Israel sẽ tạm ngừng chiến sự vì mục đích nhân đạo ở khu vực phía Tây Rafah trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, theo giờ địa phương. Trong khi đó, hành lang nhân đạo để di tản dân thường từ các khu vực Daratufa, Tufa, Jabalia và Shujaya của thành phố Gaza sẽ hoạt động tới tối cùng ngày. Hành lang này trải dài từ đường Salah Audin tới miền nam giải Gaza. Từ ngày 12 tháng 11, quân đội Israel đã bắt đầu khai triển lệnh tạm ngừng bắn trong 4 giờ tại các khu vực khác nhau ở giải Gaza. Liên quan đến tình hình nhân đạo, truyền thông Ai Cập đưa tin có 29 trẻ sinh non đầu tiên đã được di tản từ bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất tại giải Gaza vào Ai Cập để chữa trị. Trước đó, các bác sĩ người Palestine đã di tản 31 trẻ sinh non khỏi bệnh viện Al-Shifa, đồng thời cam kết sẽ di tản các bệnh nhân và nhân viên vẫn còn ở đây. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng số người thiệt mạng mỗi ngày do cuộc xung đột tại Gaza là không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Sang qua Ukraine, đất nước Ukraine chật vật trong việc tuyển chọn quân đội và Ngân hàng Thế giới cho Ukraine vay tới 1 tỷ 100 triệu Mỹ Kim. Theo đài CNN, Tướng Valery Yeluzny của là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Ukraine mới đây thừa nhận rằng việc tuyển chọn quân đội và huấn luyện tân binh đang trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với chính phủ Ukraine. Tổng tư lệnh của Ukraine khẳng định quốc gia này cần có nhiều binh sĩ hơn và họ phải huy động trong một thời gian ngắn nhất. Lời bình luận của ông Yeluzny được đưa ra trong lúc cuộc xung đột của sắp kết thúc vào năm thứ hai. Bên cạnh đó, thì Ukraine cần có thêm nhân lực để tiếp tục chiến dịch phản công trước quân Nga. Nước Nga có dân số đông gấp 3 lần Ukraine. Một vấn đề khác khiến cho việc tuyển quân ở Ukraine trở nên khó khăn, đó là nhiều người cảm thấy nhục chí khi biết phải thực sự ra tiền tuyến. Mà mức lương trong quân đội thì không đủ hấp dẫn nếu như một người bị đưa tới khu vực giao tranh. Sau khi Nga đem quân xâm lược Ukraine, thì Ukraine đã yêu cầu tất cả nam giới tại quốc gia này trong độ tuổi từ 18 cho tới 60 phải tham gia nghĩa vụ quân sự, đồng thời sẵn sàng được điều động, ngoại trừ những người không đủ điều kiện. Ngoài ra, nam giới tại Ukraine từ 18 cho tới 60 tuổi cũng bị cấm xuất cảnh, mặc dù vẫn có rất nhiều trường hợp được miễn trừ như là cha mẹ đơn thân có con nhỏ hoặc là các vận động viên chuyên nghiệp trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ukraine là ông Denis Simigal thông báo, Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản vay trị giá là 1 tỷ 100 triệu Mỹ Kim. Với số tiền này, thì Ukraine sẽ được sử dụng cho mục đích xã hội, giáo dục, y tế và những ưu tiên khác. Cũng theo ông Simo, thì Ngân hàng Đầu tư châu Âu dự kiến sẽ trợ giúp 177 triệu Mỹ Kim cho Ukraine như một phần của chương trình tái thiết Ukraine. Ngoài ra, hai quốc gia tại châu Âu khác đó là Na Uy và Thụy Sĩ cũng sẽ viện trợ thêm lần lượt là 190 triệu Mỹ Kim và 70 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. Nga công bố kế hoạch dự thường đỉnh G20 của ông Putin. Tổng thống Vladimir Putin sẽ dự hội nghị thường đỉnh G20 năm nay bằng hình thức trực tuyến, theo tin từ đài truyền hình quốc gia Nga Russia 1. Hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 do Ấn Độ đăng cai tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 11. Sự kiện này có thể là lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông Putin cùng dự họp với các nhà lãnh đạo phương Tây. Tổng thống Nga đã không dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ hồi tháng 9 vừa qua. Trước đó, ông Putin đã không được mời dự các cuộc họp cấp cao APEC diễn ra ở San Francisco tuần trước. Theo Marat Berdyev, đại sứ lưu động của bộ ngoại giao nga và là viên chức cấp cao tại apec nhà chức trách mỹ giải thích rằng với tư cách là nước chủ nhà họ không mời một số nhà lãnh đạo vì những người này đang bị áp các lệnh trừng phạt Hồi tháng 10, ông Poon đã trực tiếp tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường ở Trung Quốc, nơi ông hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga và Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm ngoái. Vì việc này, đại sứ của các nước thành viên NATO ở Hungary đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Budapest ngay sau đó. Trước đó, dù được mời, nhưng ông Putin cũng không dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế của nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi tại Nam Phi vào tháng 8 vì lệnh bắt giữ của tòa án hình sự quốc tế liên quan đến các cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược Ukraine. Trở lại với Mexico, Mexico dự tính mở một khu vực hải trình cho tàu bè qua lại để cạnh tranh với kênh đào Panama. Chính phủ Mexico dự kiến sẽ biến một eo đất rộng khoảng 300 cây số từ Salina Cruz đến Cozacocos, phân cách Thái Bình Dương với Đại Tây Dương để trở thành một hành lang nối liền hai đại dương này nhằm cạnh tranh trực tiếp với kênh đào Panama. Tại eo đất hẹp nhất của quốc gia này, chính phủ Mexico đang theo đuổi ý tưởng vốn đã có từ thế kỷ thứ 16, đó là xây dựng một khu vực hải trình cho tàu bè qua lại vắt ngang qua eo đất để vận chuyển hàng hóa giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Dự án này trước đây đã từng được Mexico theo đuổi gần một thế kỷ, cho tới khi kinh đào Panama được khánh thành vào năm 1914. Hiện nay, chính phủ Mexico đang gấp rút khôi phục lại dự án nói trên nhằm thu lợi về kinh tế trong lúc kênh đào Panama đang bị thiếu nước, khiến cho lưu lượng vận tải hàng hóa bị giảm đi. Chính phủ Mexico đã thông báo khoản đầu tư lên tới 2 tỷ 850 triệu Mỹ Kim cho dự án này. Theo ban quản lý của dự án thì tuyến hải trình này sẽ tạo ra 800 công an việc làm trực tiếp và khoảng 2.400 công việc gián tiếp. Giới hữu trách tại Mexico dự báo rằng tuyến hải trình này xuyên Đại Tây Dương sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2033 với khoảng 33 triệu tấn container hàng hóa vận chuyển mỗi năm, trong khi kênh đào Panama thì chứng kiến tới 63.2 triệu tấn vận chuyển vào năm 2022. Tổng sản phẩm quốc nội của Mexico nhờ thế cũng sẽ được dự báo tăng thêm 3 cho tới 5% vào năm 2033. Đi cùng với hành lang xuyên đại Tây Dương này sẽ là những khu công nghiệp. Chính phủ Mexico kỳ vọng rằng sẽ thu hút được khoảng 7 tỷ Mỹ Kim đầu tư vào lĩnh vực này. Riêng kênh đào Panama rộng 80 cây số và hiện nay có 3% tổng số lượng thương mại hàng hải trên toàn cầu được vận chuyển qua đây. Kể từ ngày 3 tây tháng 11 vừa qua, số lượng tàu hàng qua kênh đào Panama đã phải giảm đi và tới giữa tháng 2 năm sau sẽ còn phải giảm thêm do tình trạng hạn hán gây ra thiếu nước cho kênh đào Panama. Phần Lan đóng cửa khẩu biên giới thứ năm với Nga, lực lượng biên phòng phần lan vào cuối tuần qua đã đình chỉ hoạt động ở cửa khẩu vatis trên biên giới với nga đây là cửa khẩu biên giới thứ năm của phần lan với nga bị đóng cửa trong vòng chưa đầy một tuần Lý do phía Phần Lan đưa ra quyết định đóng các cửa khẩu trên biên giới phía đông giáp với Nga là nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn tăng đột biến đổ vào quốc gia Bắc Âu này. Trên tài khoản mạng xã hội, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm tại vùng Kainu của Phần Lan thông báo, trạm kiểm soát Vatius đã bị quá tải, hiện chúng tôi không khuyến khích sử dụng cửa khẩu này để đi qua biên giới. Theo đài phát thanh và đài truyền hình YLE, cửa khẩu VATS bị đình chỉ hoạt động trong ngày và đến tối thì đã bị đóng cửa. Trước đó, Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo thông báo đóng 4 cửa khẩu trên biên giới phía đông giáp Nga từ tối 17 tháng 11. Thủ tướng Oppo gọi đây là phản ứng trước làn sóng công dân nước thứ ba tràn qua biên giới phía đông Phần Lan. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan Mary Rantanen, các cửa khẩu ở Valima, Nujama, Idrama, và Nirala sẽ bị đóng cửa đến ngày 18 tháng 2 năm 2024. Trong khi đó, lực lượng biên phòng Phần Lan thông báo các cửa khẩu biên giới phía Bắc gồm Faties, Sala, Kusamo và Raja Chusapi tiếp tục hoạt động. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đánh giá việc Phần Lan quyết định đóng cửa khẩu biên giới với Nga sẽ tạo ra những đường phân chia mới ở châu Âu, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ có phản ứng trước hành động này. Khoảng 6.5% dân số tại khu vực châu Mỹ Latin và vùng biển Caribbean đang sống trong trong tình trạng thiếu thực phẩm, tương đương với khoảng 43 triệu người đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các loại thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc Bản báo cáo này cho biết rằng, mặc dù tỷ lệ thiếu thực phẩm tại khu vực châu Mỹ Latin là khu vực tổng cộng 650 triệu người, đã giảm được 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái, thế nhưng vẫn còn cao hơn 0.9% so với năm 2019, là giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc đã có khoảng 6 triệu người được đưa vào danh sách bị thiếu thực phẩm so với cách đây 5 năm khu vực Trung Mỹ có khoảng hơn 9 triệu người đang bị thiếu thực phẩm, chiếm 5.1% dân số. Các đảo quốc thuộc khu vực vùng biển Caribbean có 7 triệu 200 ngàn người, tức là tăng 700 ngàn người so với năm ngoái. Haiti là quốc gia có nhiều người bị thiếu thực phẩm nhất Ông Mario Lubakin là phó tổng giám đốc của Tổ chức Lương Nông Thế Giới, phụ trách khu vực châu Mỹ Latin và vùng biển Caribbean cho hay, tình trạng bị thiếu thực phẩm tại khu vực tiếp tục ở mức đáng báo động, trong khi các tổ chức quốc tế khác cũng như chính phủ sở tại chưa tìm được phương pháp hữu hiệu để cải thiện tình hình, khiến cho mục tiêu xóa bỏ đói nghèo vào năm 2030 ngày càng xa vời đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin hoa kỳ